gia tăng số ca mắc COVID-19 tại miền Bắc. Thời tiết nồm ẩm, trẻ dễ ốm, làm gì để phòng bệnh? Uống thuốc lang băm, xoa bóp bấm huyệt sai cách khiến bệnh nhân điều trị cột sống, trở nặng. Đó là những nội dung chính có trong bản tin Sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, cả nước ghi nhận 376 ca mắc COVID-19 mới, cũng là tuần có số ca mắc mới COVID-19 nhiều nhất kể từ đầu năm đến nay. Số ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng trở lại, chủ yếu ghi nhận tại miền Bắc, trong đó Hà Nội có số ca mắc cao nhất. Nhiều người thấy có triệu chứng ho, sốt đã tự mua test nhanh và cho kết quả hai vạch dương tính. Bên cạnh đó, nhiều người cao tuổi, người mắc bệnh nền cũng phát hiện mắc COVID-19 phải đưa vào viện điều trị. Theo các bác sĩ, thời tiết chuyển mùa hiện nay ở miền Bắc là điều kiện thuận lợi để virus phát triển, trong đó có SARS-CoV-2. Đáng chú ý, nhiều người mắc đã tiêm vaccine mũi 3, nhưng do thấy dịch không còn bùng phát nên chưa tiêm mũi 4. Việc tiêm phòng chỉ có thể đạt hiệu quả khi toàn bộ cộng đồng cùng tham gia, nhờ đó mới có được miễn dịch cộng đồng. Sáng ngày 12 tháng 4, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết, đến thời điểm hiện tại, trường Trung học cơ sở Khánh Yên, huyện Văn Bàn đã không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19. Các ca nhiễm trước đó đã được sàng lọc và điều trị, một số cho cách ly và theo dõi tại nhà. Về cơ bản, ổ dịch nơi đây đã được khống chế. Để ngăn chặn dịch lây lan, trường Trung học cơ sở Khánh Yên đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện để phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường học, lớp học, cấp 600 khẩu trang y tế, 16 chai dung dịch sát khuẩn cho các lớp. Trước đó, vào ngày 7 tháng 4, sau khi hai học sinh của trường Trung học cơ sở Khánh Yên, huyện Văn Bàn có biểu hiện sốt, nhà trường đã thông tin cho phụ huynh đưa các em đến cơ sở y tế test nhanh, kết quả dương tính với COVID-19. Sau đó, đến ngày 10 tháng 4, đã phát hiện 50 ca dương tính với SARS-CoV-2. Thưa quý vị, thời tiết nồm ẩm là điều kiện thuận lợi để các virus gây bệnh đường hô hấp, sốt phát ban, sởi, thủy đậu, rubella phát triển. Vậy cần làm gì để đề phòng bệnh? Theo các bác sĩ, trẻ em là đối tượng đầu tiên dễ bị ảnh hưởng sức khỏe do thời tiết. Thay đổi thời tiết, trời lạnh quá hay nồm ẩm như hiện nay, trẻ rất dễ ốm do sức đề kháng kém, đặc biệt là trẻ có cơ địa dị ứng với thời tiết. Nền nhiệt độ ẩm thấp tạo điều kiện cho các virus gây bệnh đường hô hấp, sốt phát ban, sởi, thủy đậu, rubella phát triển. Khi trẻ mắc bệnh, nếu không điều trị sớm, virus vào phổi có thể gây suy hô hấp rất nhanh. Các bác sĩ khuyến cáo, để giữ gìn sức khỏe tốt, mọi người cần tạo môi trường sống sạch, vệ sinh nhà cửa, giữ sạch môi trường sống cũng là biện pháp phòng bệnh. Với những vật dụng mà trẻ hay tiếp xúc, cha mẹ cần giặt giũ thường xuyên, phơi phóng khô ráo, nên dùng máy hút ẩm quần áo, khi mặc nên sấy là khô, nhằm loại bỏ những dị nguyên có thể gây cơn hen phế quản cho trẻ. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, số liệu thống kê phần trăm polyp tiến triển thành ung thư chưa có cụ thể. Song theo một số nghiên cứu, 50% các trường hợp ung thư đại tràng có thể tiến triển trên cơ sở polyp đại tràng. Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận gần 15.000 ca mắc ung thư đại tràng mới, tỷ lệ 13,4 trên 100.000 dân. Con số này hiện có dấu hiệu trẻ hóa. Các bác sĩ cho biết, có hai trường hợp polyp đại tràng phổ biến là polyp tăng sản và polyp u tuyến. Các polyp tăng sản sẽ không có nguy cơ biến chứng thành ung thư, nhưng các polyp u tuyến lại là tiền thân của hầu hết bệnh ung thư đại tràng. Để chẩn đoán và điều trị polyp dạ dày đại tràng cũng như nhiều bệnh lý tiêu hóa khác như viêm loét, vi khuẩn HP, từ đó ngăn chặn biến chứng xấu, nội soi là một trong những phương pháp có thể kiểm soát hiệu quả. Nhằm tối ưu hơn việc phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa, công nghệ nội soi cũng không ngừng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, một thời gian dài, Bệnh viện Bỏng Quốc gia đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân điều trị bỏng tại các cơ sở của thầy lang do dùng thuốc tự pha chế điều trị bỏng không đúng chỉ định nên đã để lại hậu quả hết sức nặng nề cho bệnh nhân. Bệnh nhân Nhi nhập viện do bỏng nước sôi khi em đạp xe vào bếp khiến nước sôi đổ ụp vào người. Trước khi nhập viện, bé đã được gia đình mua thuốc thầy lang và tự điều trị, khiến vết bỏng càng sâu và nhiễm trùng. Thời gian nằm viện kéo dài hơn, chi phí điều trị tăng cao. Cháu đi xe ba bánh, bốn bánh trẻ con đấy. Sau đó đi cái xương nước ở trên bếp, nó tông luôn vào cái bếp. Ở sân đấy, thế là nó đổ ra, nó ngã ra. Bôi cho cháu ít thuốc bỏng đỏ tím tím đấy, xong là em cho cháu lên viện. Cháu mà nó không bị bỏng nhiều thì để ở nhà, nhưng mà nó bị bỏng nhiều quá rồi. Sợ cháu mà nhiễm trùng giết rồi bắt buộc phải cho đi. Đáng nghĩa là lúc đấy chỉ cần dùng rửa bằng nước sạch thôi. Xong có thể đặt cái khăn, cái gạc hoặc là cái khăn mặt sạch, tẩm nước mát vào. Toàn thân cháu thì ủ ấm, rồi đưa đến cơ sở y tế.
là nó sẽ hạn chế được cái độ sâu cho cháu. Thế nhưng mà gia đình nhiều khi cuống lên, hàng xóm bảo gì thì làm đấy thôi, thì là đưa cho cái lọ gì cũng chả rõ nguồn gốc, đổ lên thấy xanh biếc hết cả vết thương, nên đưa lên chúng tôi chẩn đoán tổn thương cũng khó. Mà cháu thì lên đây cũng phải làm sạch vết thương, nhưng mà cháu nó cũng còn đấy, mấy đến hôm nay cháu nó vẫn còn sốt đấy, cái xử lý nó chưa đúng, mà sốc cháu thì sốc nặng. Khi chuyển lên đây thì cháu nhợt nhạt, huyết áp thì giảm, hạ thân nhiệt, chống sốc cũng rất vất vả. Những trường hợp bệnh nhân bị bỏng tự điều trị tương đối phổ biến. Khi đến điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia, rất vất vả cho các bác sĩ điều trị do nhiễm trùng vết thương. Trường hợp cụ bà này cũng bỏng nước sôi nhưng tự điều trị bằng thuốc thầy lang, khiến vết bỏng trở nặng, trong khi phần da của bà quá mỏng, không thể vá vào vết sẹo do bỏng. Thuốc nam bôi vào nó tác hại chứ, nó không tốt cho mình, là nó bị mình uống lại uống thêm cái thuốc kia nữa là nó không hợp với cái mình, là nó phù lên. Ngay sau khi bị bỏng thì cái xử lý kỳ đầu đấy nó rất quan trọng. Nó làm đúng, làm tốt thì nó có thể hạn chế được cái diện tích bỏng cũng như hạn chế được cái độ sâu của bỏng. Qua đó nó cũng làm giảm được cái tiên lượng nặng của bệnh nhân, cũng như là giảm ít để lại cái di chứng hơn. Rất nhiều bệnh nhân mà xử lý nó không đúng chẳng hạn thì sẽ dẫn đến khi đến đây thì là tình trạng sốc nhược nó rất nặng, có khi là không hồi phục. Theo các bác sĩ, một bài thuốc gia truyền điều trị bỏng thông thường chỉ chữa được một chứng bệnh cụ thể trong phạm vi hẹp. Do đó, ngoài việc tuyệt đối tránh điều trị ở các thầy lang không có giấy phép, khi tới các cơ sở thuốc gia truyền hợp pháp, người dân nên cảnh giác trước những lời quảng cáo chữa bách bệnh, các thủ đoạn pha trộn thuốc đông y, tây y hoặc dùng bài thuốc không đúng với bệnh đã đăng ký trong giấy phép. Bởi bệnh nhân bỏng nặng, sâu sẽ không thể chữa khỏi bằng bất cứ loại lá hoặc thuốc đông y gia truyền nào. Thoái hóa cột sống gây ra những cơn đau nhức vùng lưng, cổ, vai gáy, làm ảnh hưởng đến khả năng lao động và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Đặc biệt, nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây những biến chứng khó lường. Tuy nhiên, một bộ phận những người dân bị mắc các chứng bệnh này đã điều trị bằng phương pháp xoa bóp, bấm huyệt và các bài thuốc đông y. Khi nhập viện thì bệnh đã trở nặng. Bệnh nhân nữ 50 tuổi này đã có thể vận động, làm việc nhà bình thường sau 3 tháng phẫu thuật cột sống tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Cũng giống phần lớn bệnh nhân bị bệnh cột sống, sợ điều trị Tây Y vì có thể phải phẫu thuật. Hơn nữa, sợ liệt khiến họ tìm tới hàng chục thầy lang bấm huyệt, uống, đắp lá, v.v. Bệnh nhân này đã mất 6 năm điều trị thầy lang, kết quả không thể đi lại được, bắt buộc phải phẫu thuật thay một đốt sống do bấm huyệt gây vỡ chèn ống sống, gây tê chân co rút lệch bên người và bắt 6 vít 2 nẹp cho 6 đốt sống bị tổn thương nặng nề. Uống 14 tháng thuốc bắc thì nó cứ dễ chịu hơn, nhưng mà nghỉ cái nó lại bị cái kiểu như là giảm đau thế nào. Ui, bấm huyệt mấy bữa cũng thôi, không tác dụng cái gì. Bạn bè thì người ta còn vẫn khuyên là đừng có mổ, cứ vào nhà mà thức đông y chứ không giải quyết được gì đâu, nên không dám nói được điều gì. Nhưng mà như mình thế này thì thấy mổ thì thấy nó đỡ đây. Phần lớn bệnh nhân bị bệnh cột sống nhập Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đều trong tình trạng bệnh nặng, đã từng trải qua phương pháp điều trị bấm huyệt hoặc bài thuốc đông y gia truyền. Hậu quả bệnh không khỏi mà càng nặng thêm. Trước khi mình đắp lá thì là nó, tức là nó rất đau, nó cắn, nó đau, sau khi đó nó lát. Tức là mình cứ đắp nhiều ngày, có một tuần người ta mới bỏ ra một lá đấy. Thì mình đắp lo dòng dã 4 tháng liền như thế, thế là sau nó bị lát hết một cái quãng đi đó. Khi mình bấm huyệt nhiều quá thì cái đốt sống của mình nó bị xẹp và bị vỡ. Nó vỡ hết và nó chèn vào cái ống sống thì mình rất đau ấy. Sau khi đó nó chèn vào dây thần kinh tọa thì mình bị liệt, lệch hết một bên người. Đi chữa hết chỗ đó đến chỗ kia cũng chẳng khỏi, đắp cũng chẳng khỏi, uống cũng chẳng khỏi. Và sau có cái đi bấm huyệt rồi mình cả châm cứu nữa thì cũng không thấy biến triển gì. Thực ra các cái bệnh cột sống người ta mổ không phải, tỷ lệ nó không phải quá cao đâu, khoảng 20% các cái bệnh cột sống nói chung. Tuy nhiên thì phải đi khám bác sĩ ngoại khoa về thần kinh ấy, cột sống ấy, thì mình mới biết khi nào thì nên chỉ định mổ và thời điểm nào. Thế còn nếu mà chúng ta cứ điều trị rất là nhiều nơi, đủ các loại hình đông tây y rồi các loại, thì đôi khi bỏ qua cái cơ hội để phục hồi tốt cho người bệnh. Mặc dù không gây nguy hiểm tới tính mạng,
nhưng thoái hóa cột sống có thể khiến người bệnh gặp khó khăn khi vận động, thường xuyên phải đối mặt với những cơn đau nhức khó chịu. Nếu lạm dụng xoa bóp bấm huyệt không đúng cách, có thể gây ra những biến chứng như gây biến dạng cột sống, chèn ép các dãy thần kinh, thị lực suy giảm, tổn thương đĩa đệm và cột sống. Vì vậy, bệnh nhân cần thăm khám ở các cơ sở y tế có uy tín, có giấy phép hoạt động để tránh tiền mất tật mang. Thuốc giả, thuốc kém chất lượng cần kiểm soát thế nào? Tiệm giặt không đồng sẻ chia khó khăn với bệnh nhân ung thư. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế mới đây đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, xác minh một số thuốc giả, nghi ngờ giả điều trị ung thư và nhỏ mắt xuất hiện trong chuỗi cung ứng tại trung tâm bán buôn thuốc Hapulico và nhà thuốc mua trong Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành kiểm tra và xác minh. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là ai sẽ chịu trách nhiệm nếu thuốc giả xuất hiện tại thị trường? Trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế Hapu, hay còn gọi là chợ thuốc Hapulico, được biết đến là địa chỉ bán buôn dược phẩm lớn nhất miền Bắc. Mỗi ngày, có cả trăm chủ nhà thuốc, quầy thuốc bán lẻ đến đây để nhập hàng. Sau khi có thông tin thuốc giả, nghi giả xuất hiện, trong chuỗi cung ứng tại đây, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, bởi đang chờ cơ quan chức năng làm rõ. Đã có một số cơ quan, ví dụ như là trung tâm kiểm nghiệm vào thực hiện lấy mẫu ở một số quầy hàng, để xác định thì chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào các cơ quan chức năng của nhà nước và chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của nhà nước để thực hiện tốt cái công tác này. Khi phát hiện bất cứ một vi phạm nào của tổ chức cá nhân nào, chúng tôi sẽ quyên quyết xử lý để coi như là triệt tiêu cái tình trạng vi phạm ảnh hưởng tới sức khỏe của cộng đồng cũng như của nhân dân. Tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng đã từng xuất hiện trên thị trường. Với công nghệ ngày càng hiện đại, hầu hết các loại thuốc đều có nguy cơ bị làm giả với hình dạng bao bì, nhãn mác giống như thuốc thật, nên người dân thường rất khó để phân biệt được đâu là thuốc giả bằng mắt thường. Thuốc giả thì mình cũng có chuyên môn rồi, mình biết là thuốc giả hay không thì nếu mà mua thì cứ mua thôi, tin vào người ta thôi chứ. Tin vào người bán thôi chứ, bây giờ có chuyên môn thì đâu mà biết. Ví dụ bây giờ mình cúm thì mình mua thuốc cúm thì người bán thuốc cúm cho mình thôi. Chúng tôi là ra các cái cửa hàng thuốc thì cũng mua không biết, mà chính các cửa hàng thuốc là có khi là cũng không biết đâu. Đấy, hàng trôi nổi nó từ ở các cái đầu nguồn, mong rằng các cơ quan chức năng là phải kiểm soát từ các cái đầu nguồn đấy để cho người dân chúng tôi yên tâm. Theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng thuốc giả không chỉ gây hại về kinh tế cho người sử dụng mà còn vô hiệu hóa các liệu pháp điều trị để cứu sống người bệnh. Đối với kháng sinh, nếu dùng phải thuốc giả có thể dẫn đến sự xuất hiện của các vi khuẩn kháng thuốc. Rõ ràng thực sự là chất lượng khác hẳn nhau. Ví dụ riêng về kháng sinh chẳng hạn là khác hẳn nhau. Đấy. Về từ một cái viên thuốc, lọ thuốc có thể đến mấy trăm nghìn, vài trăm nghìn, cùng với chất tương tự, chất giống hoặc chất giống như vậy thì có thể chỉ vài chục nghìn thôi. Thực sự thì đấy là chúng ta đã phải lo lắng rồi. Và khi thực hiện điều trị, chúng ta thấy rằng cái hiệu quả điều trị cũng khác hẳn. Quay trở lại vụ việc đang được cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội kiểm tra xác minh thuốc giả, nghi ngờ giả, điều trị ung thư và nhỏ mắt xuất hiện trong chuỗi cung ứng thuốc tại trung tâm bán buôn thuốc Hapulico và nhà thuốc Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Qua vụ việc này, dư luận tiếp tục đặt ra câu hỏi, tình trạng thuốc giả xuất hiện, cơ quan chức năng buông lỏng quản lý ở đâu, trách nhiệm của các bên liên quan như thế nào, cần phải được làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, thuốc kém chất lượng không chỉ khiến cho người bệnh điều trị không hiệu quả mà còn có thể làm bệnh ngày càng trầm trọng và nguy hiểm đến tính mạng. Làm sao để có thể lựa chọn thuốc chất lượng để bảo vệ sức khỏe của chính mình? Ngay sau đây là cuộc trao đổi giữa phóng viên Sức khỏe 24 giờ với Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương về vấn đề này. Thưa Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Cao Bính, là thời gian gần đây thì Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Nội thanh kiểm tra về những cái thông tin là thuốc giả và nghi giả xuất hiện. Trước cái thông tin này thì ông có ý kiến gì ạ? Cái hiện tượng thuốc giả, thuốc kém chất lượng này nó xuất hiện ở trên thị trường thì chắc là cũng có, chứ không phải là báo chí đưa không, nhưng mà ở mức độ như thế nào thì là phải do các cơ quan quản lý tăng cường cái trách nhiệm quản lý xem là nguồn gốc xuất xứ, chủng loại như thế nào để cho nó hạn chế cái này. Về thuốc này là thuốc dùng trên cơ thể con người nên không thể nào, và để thuốc dùng để khám chữa bệnh, để chữa bệnh thì không thể nào mà người dân chấp nhận sử dụng một cái thuốc giả đối với con người chúng ta được.
Vâng, Phó sư tiến sĩ Trần Cao Bính có thể cho biết là hiện nay thì cái quy trình đấu thầu thuốc ở bệnh viện được thực hiện như thế nào để kiểm soát là không có xuất hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng ở nhà thuốc bệnh viện ạ? Bệnh viện giao cho khoa dược tập hợp nhu cầu và xin một cái kế hoạch đấu thầu. Đấu thầu thì đấu thầu có hai hình thức, là đấu thầu tại bệnh viện và gửi lên đấu thầu tập trung tại địa phương và trung ương. Thì quy trình đấu thầu để hết sức là chặt chẽ và tất cả các sản phẩm thuốc đều có nguồn gốc xuất xứ, số lượng và mỗi một lô hàng nhập về đều có cái sự kiểm nghiệm. Nhưng mà khi mà triển khai thực tế điều trị cho người bệnh thì còn có một vấn đề rất hết sức là chặt chẽ, là ghi nhận những cái thuốc nào nó có phản ứng phụ hoặc là cái đáp ứng điều trị nó không như là mong đợi, thì các bác sĩ sẽ có phản ánh với cơ quan quản lý về chuyên môn về cái hiện tượng. Và hàng năm thì cái trung tâm kiểm định thuốc đều có xuống kiểm tra và kiểm định chất lượng thuốc tại các cái nhà thuốc tại bệnh viện. Thì tôi nghĩ đối với các bệnh viện thì hầu như là không có cái chuyện thuốc giả, thuốc kém chất lượng vào trong bệnh viện. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Cao Bính có những lời khuyên như thế nào dành cho người dân để tránh làm sao mua phải thuốc giả, thuốc kém chất lượng? Chúng tôi có khuyên người dân là không tự ý mua, chỉ mua thuốc khi mà có cái chỉ định của bác sĩ, và đến những cái nơi mà có các cái cửa hàng lớn hoặc là nhà thuốc bệnh viện có đủ uy tín để mà mua, thì khi đó đảm bảo được cái chất lượng và nguồn gốc xuất xứ được đảm bảo và có cái hiệu quả trong cái điều trị bệnh. Xin được cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trần Cao Bính. Trong bản tin tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này sau khi có kết quả kiểm tra xác minh chính thức từ các cơ quan chức năng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, cảm thông trước những khó khăn của người bệnh, nhóm thiện nguyện Sống Như Những Đóa Hoa Vươn Về Phía Mặt Trời đã thành lập tiệm giặt không đồng và cung cấp nước nóng miễn phí. Đây không chỉ là hoạt động nhân văn đề cao tinh thần, tương thân, tương ái, mà dự án còn phần nào chia sẻ và giúp đỡ những khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày của các bệnh nhân đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Ca, cơ sở Tân Triều. Trong con ngõ nhỏ phố Chu Văn An, chúng tôi được nghe, được kể rất nhiều câu chuyện về một nơi mà những bộ quần áo luôn sạch đẹp. Với cái tên thân thương, tiệm giặt không đồng đã trở thành địa chỉ thân thuộc của nhiều người, đặc biệt là bệnh nhân, người nhà, đã và đang điều trị tại Bệnh viện Ca, cơ sở Tân Triều. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, mỗi người một bệnh không giống nhau, nhưng đến với tiệm giặt không đồng, họ được hưởng những dịch vụ như nhau. Mọi người đến từ xa rất là nhiều, phải ở trọ ngoài, không có điều kiện giặt giũ hay là nước uống. Đặc biệt những bệnh nhân mà phải ăn cháo, phải truyền, thì mỗi một ngày họ chia sẻ họ phải đi mua một cái can nước 5 lít Lavi, thì cũng là một khoản chi phí rất là đáng kể đối với bệnh nhân. Thế chính từ những cái xuất phát, những cái khó khăn của bệnh nhân như vậy, thì công ty đã triển khai mô hình tiệm giặt không đồng là một trong những cái hành động thiết thực, ý nghĩa. Công ty mong muốn là đóng góp chia sẻ những cái khó khăn cho bệnh nhân. Sau 2 năm hoạt động, tiệm giặt không đồng và cung cấp nước nóng miễn phí đã giúp đỡ được 2.000 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được lấy nước nóng và giặt đổ miễn phí. Mắc căn bệnh ung thư hạ họng vừa được phẫu thuật thành công. Là một vị khách thường xuyên của quán, chú Định vẫn mang đầy cảm xúc khi nói về những hỗ trợ mà mình đã trải qua những ngày khó khăn sau mổ. Chú trọ gần nhà giặt không đồng và nước không đồng này, chú thấy rất có ý nghĩa là giúp bà con nhân dân, người bệnh từ nước uống, cái tấm quần, tấm áo được các bác giặt giúp. Chú thấy rất ý nghĩa và chú xúc động và chân tình. Ngoài hỗ trợ giặt quần áo, tiệm giặt không đồng còn cung cấp nước nóng miễn phí cho các bệnh nhân. Cũng như nhiều bệnh nhân khác, cô Lượng, một bệnh nhân đang điều trị, hóa trị đến nay đã được 13 mũi, đều đặn mỗi buổi chiều, cô thường ra lấy nước về sử dụng. Mỗi bình nước, phích nước cũng đỡ được một phần chi phí trong quá trình điều trị. Mình mắc cái bệnh này thì là nó cũng phải là đi lại nhiều, chứ người cũng được nhà hảo tâm thì người ta cũng hỗ trợ cho những cả cơm nước rồi là lại còn
nước nuôi nọ cái kia nữa thì mình cũng cảm động. Chúng ta phải nhờ những cái nhà hảo tâm giúp đỡ cho những người bệnh. Dự án Sống như những đóa hoa vươn về phía mặt trời đã góp phần tạo nên một mái nhà yêu thương. Ở đó không chỉ là sự sẻ chia, quan tâm mà còn là nơi gửi gắm những tâm tư, tình cảm của các bệnh nhân đang điều trị ung thư, tiếp thêm cho họ sức mạnh, nghị lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật và niềm hy vọng một ngày không xa, họ sẽ được trở về nhà, đoàn tụ với gia đình. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.